Chúc xin mời huấn luyện viên Khắc Hưng của bạn thư ký. Quay bình luận hả anh Tú? Xếp hàng vào xin quà ảnh nào. Có cho anh trọng tài ở giữa với. Anh ơi, anh trọng tài ơi, anh ở giữa cho em với. Black Panther đứng thích với nhau gần hơn đi tí nào. Ok. Quy ơi nhìn này. 1, 2, 3. Ok rồi ạ. Đầu để trận đấu của Loki và Black Panther, em là bình luận viên Nguyễn Hoàng Hiếu của chủ đội Húc. Sau đây là thời điểm của trận đấu rất kịch tính, đó là Loki và Black Panther. Loki có dàn sao 5 người, đó chính là Thái Quang từ U16 ASA, Bùi Đức Mạnh, Lâm Tường và hôm đó có cả Trần Huy.
Lâm Thường sẽ là người phát bóng cho Thái Quang. Thái Quang gọi bài rồi. Wow, Trần Huy cầm bóng. Trần Huy đã truyền cho Nguyễn Minh. Thái Quang bắt kẹt. Vâng, đấy là 3 điểm tính cho số 8 giành, đó chính là Thái Quang. Tiếp theo sẽ là đến vị trí của Black Panther, số 17, đó chính là Quang Anh. Vâng, Quang Anh đột đánh rất hay. Đã có lỗi rồi. Vâng, đó là lỗi cản người từ vị trí của Loki ạ. Vâng, đã gọi hội ý đến từ hai bên rồi. Vâng, để nói một chút về Loki, đó là một đội tuyển có rất nhiều sao. Một đội mà có thể nói là các công và thủ đều tốt. Nhưng phần công là một phần rất quan trọng để mình chỉ của Loki. Còn về phía Black Panther, đã có Việt Anh, một cầu thủ đánh cho đội tuyển Nguyễn Bình Khiêm. Có thể nói đấy là một cầu thủ được đánh giá rất cao ở bên phía Black Panther. Chúng ta còn có những ngôi sao ở bên Black Panther, chẳng hạn như Long Phần đánh cho U16 giải hè và đã được huy chương vàng ạ. Đội hình của Black Panther rất là dày. Đã hết thời gian hội ý và đây là để tiếp tục trận đấu. Tỷ số hiện tại là 7-2, thắng bên 7 bên xanh. Loki đã kiếm thế trước vòng rồi. Số 17 ném, không vào rồi, rất đáng tiếc. Cú đứng mạnh cầm bóng cho mình. Lâm Tường truyền dài rồi, đã bị cắt bóng rồi. Loki sẽ được quyền truyền bóng cho Bùi Đức Mạnh. Đã bị steal bởi Long Phần. Long Phần phản công nhanh. Vâng, đó là lỗi đến từ vị trí của số 15 à. Đấy là một pha phản công nhanh rất nguy hiểm. Có thể nói pha lỗi đấy là hoàn toàn có chủ đích. Long Phần sẽ được nhận ưu thế, đó là hai quả ném phạt. Quả đầu tiên rất tiếc không vào rồi. Phát thứ hai liệu may mắn có đến cho Long Phần không ạ? Rất tuyệt vời, một quả sọt rất đẹp mắt. Đã thay cho Hải Nam. Hải Nam là một cầu thủ ở năm trước ở Super League đã khẳng định được vị trí của mình là một tay ném ba nhất nhì. Thái An đã truyền cho Trần Huy. Số 12 Hải Nam. Vâng, Trần Huy đang kiểm soát bóng. Có skin từ Lâm Tường, rất mượt mà, nhưng đã bị steal rồi. Tạ Quang An. Tạ Khánh An đang cầm bóng, đã truyền cho Đức Anh. Vâng, Đức Anh đột đáy. Cầu người rất tốt đến từ vị trí của Đức Anh. Tạ Khánh An cầm bóng, lại là đưa cho Đức Anh rồi. Đã chuyển đánh cho Việt Anh. Việt Anh đã ném một quả ba có thể gọi là rất nguy hiểm. Vâng, một pha chuyền cho Hải Nam. Vâng, rất tiếc đấy là quả Ebon rồi. Black Panther được truyền bóng ở ngoài sân. Tiếp theo Việt Anh sẽ truyền cho ai đây? Truyền cho Long Phần. Long Phần đang cầm bóng. Tạ Khánh An. Long Phần rất uyên chuyển. Không phải là lỗi. Hải Nam đang đẩy nhanh. Vâng, đây là một pha phản công nhanh. Trần Huy. Không phải điểm rồi. Đức Anh đang cầm bóng. Vâng, Đức Anh bị chèn rất sát, nhưng mà Tạ Khánh An đã có một pha skill đẹp.
Việt Anh. Spin move fade away nhưng không thành công. Trần Huy đang cầm bóng ở vị trí 3 điểm. Trần Huy đã câu được lô đến từ vị trí của Trần Huy rồi. Tỷ số hiện tại vẫn là 7-3. Cả hai bên thủ đều rất tốt. Số 14 xanh được hưởng hai quả đệm phạt. Quả đệm phạt đầu tiên thành công. Trần Huy là một ai ném free throw khá là chắc chắn. Trần Huy 3-2 và rồi may mắn của Trần Huy là quá nhiều. Với một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm như Bình Phan, Loki có thể có một thủ rất chắc chắn đến từ vị trí của Loki. Trần Huy, Việt Anh đang bị lockdown bởi Trần Huy. Quá tốt đến từ vị trí của Trần Huy. Và đây là phản công nhanh cho Trần Huy. Trần Huy đã quyết định ném 3. Không thành công. Và rồi Lâm Tường đã có điểm tính. Nổ kỳ thủ rất chắc chắn. Hải Nam phạm lỗi rồi. Đó là phối lỗi lẩy người. Bên xanh đã phạm 4 lỗi đồng đội. Vâng, Loki đã phạm 4 lỗi đồng đội ở hiệp đấu thứ nhất. Số là 11-3 nhưng về vị trí của Loki. Tục trận đấu của mình. Một kỳ đứng là một ứng cử viên đăng ký cho chức vô địch. Dường như đã áp. Dường như Loki đã áp đảo đối phương ngay từ hiệp 1 với đội hình quá kinh khủng. Toàn những sao đến từ ESA. Long Vân được hưởng quả ném phạt đầu tiên. Thành công rồi. Long Vân ném phạt cũng rất chắc chắn nhưng không thể chắc bằng Trần Huy được ạ. Quả ném thứ hai của Long Vân. Thành công rồi. Đó là hai quả phạt thành công đến từ vị trí của Long Vân. Thái An đang cầm bóng. Thái An chuyển cho Trần Huy. Trần Huy chuyển cho Hải Nam. Vâng, Lâm Tường không đột rồi. Hải Nam chuyển cho mình. Lâm Tường lắc rất là tiêu luyện. Mình đã bị cắt bóng rồi. Rất tiếc. Dạ. Không, em đau răng ạ. Vâng. Pha cản bóng tốt của Black Panther. Và Đức Anh là PG của Black Panther. Như đang đánh cánh ở bên phải. Vâng, một pha chuyền không thể hiểu nổi. Đi thẳng vào tay đối thủ của Đức Anh. Và đấy chắc chắn là sự trừng phạt của Trần Huy. Vì đã để bóng lọt vào tay anh ấy. Đức Anh lại triển khai một lần nữa. Rất spin, rất điêu luyện từ Đức Anh. Giật top. Chuyền cho Long Vân. Long Vân hô spin. Long Vân có ném không? Thủ rất sát từ Hải Nam. Mất người rồi. Lâm Vân lên rổ không thành công, bị block rồi.
Đây là hai pha block liên tục của vị trí Loki. Vận Minh. Ui, Thái An không thành công rồi. Thái An tiêu được bóng. Lại là một pha lắm. Không được may mắn cho lắm. Trần Huy. Ném ba. Đây rồi, Trần Huy. Ê, Trần Huy bị block. Tạ Cánh An đã block Trần Huy. Một pha rất đáng tiếc của vị trí Trần Huy vì đã release không đủ nhanh. Đang cầm bóng chuyền cho Trần Huy, đã đưa cho Hải Nam rồi. Hải Nam liệu có đột đáy không? Không đột đáy, chuyền cho Minh. Minh chuyền một quả quá là nguy hiểm. Trần Huy, Thái An. Ê, tí nữa là vào của Trần Huy. Một pha tranh bóng rất đầy lửa của Lâm Tường và Long Phượng. Vâng, số 15 xanh đã nhận thêm một lỗi nữa rồi. Chào cài với xanh xin thay người. Chào cài với xanh xin thay người. Vâng, vậy là Loki đã đủ 5 lỗi đồng đội. Và Black Panther đã có 2 quả đánh phạt. Đánh phạt ấn. Không thành công rồi. Không may mắn cho Long Phần. Đó là hai quả trượt liên tục. Đã chuyền cho Hải Nam. Hải Nam cầm bóng. Lâm Thừa. Trần Huy. Rất là không may mắn cho Hải Nam vì đã ném quả ba chạm bạn rổ trên. Bóng bắt sân thời gian thi đấu còn 1 phút 20 giây. Một phát triển rất có hiểu từ vị trí của Black Panther thẳng qua nửa sân cho Loki. Và Trần Huy tí nữa là đã ném được quả ba đấy rồi. Việt Anh kỹ năng cá nhân quá tốt của Việt Anh. No look pass truyền thẳng cho Hải Nam. Trần Huy. Không phải N1, không phải N1, nhưng mà đấy vẫn là một pha lên rổ rất khó. Đức Anh. Vâng, trận đấu bây giờ đã đẩy lên quá nhanh rồi. Lỗi số 18 tím nó kéo tay. Bên xanh đứng hưởng 2 quả đánh phạt. Xin nhắc lại lỗi số 18 xanh. Vâng, vậy là Loki đã có thêm một lỗi để cho Black Panther có 2 quả đánh phạt. Không vào rồi. Tiếp theo là số 16. Tiếp tục là một góc. Bị steal rồi, số 16. Không thể sửa sai cho hai pha ném phạt. Long Phần nhân luôn. Rất tốt đến từ vị trí của Long Phần ạ. Lỗi số 18 xanh nữa ạ. Lỗi là người. 18 xin thức hưởng thêm một quả ném phạt. Vậy là Long Phần lại ở vị trí ném phạt. Và lại là 2 điểm tính không ạ. Tạ Khánh An fade away truyền rất khó hiểu. Tăng vào tay Hải Nam rồi. Minh đột đổ. Vâng, vào rồi. Một pha finger roll. Long Phần. Kỹ năng cá nhân rất tuyệt vời. Ép đáy. Câu người rồi. Nhưng đó là một pha kiểm soát bóng không được chắc chi cho lắm từ vị trí của số 16 của Black Panther. Loki đã bắt đầu hô hào lên. Trần Huy. 10 giây. Còn 10 giây cho Loki để có một pha phản công cuối cùng. Trần Huy. Thái An đang có bóng. Thái An kích ra. Vâng, không kịp rồi. Vậy là đã hết giờ.
khép lại tỷ số của hiệp 1 là 17-7 nghiêng về vị trí của Loki. Hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số là 17-7, cắm nghiêng về bên xanh. Vâng, tiếp tục hiệp đấu thứ hai. Quyền kiểm soát bóng dành cho Black Panther. Mọi người đang bị loạn lên vì không biết team nào sẽ được phát biên. Nguyễn Quang Việt Anh đang ở ngoài biên để có thể chuyền bóng cho đồng đội. Lâm Vân cầm bóng rồi. Số 14, Tài Đức chuyền không được rồi. Quá nhiều turnover đến từ vị trí của Black Panther khi mà đã toàn chuyền cho Loki. Thẳng tay Nguyễn Hải Nam. Thái An ném ba không vào rồi. Thái An anh thủ rất là nhiệt. Thái Đức đã phải chuyền rồi. Thái Đức đã chuyền ra cho Nguyễn Quang Việt Anh. Over the back pass nhưng mà không thành công. Trần Huy điểm tinh. Loki đã khởi động bài bắt trap. Loki có khả năng lốc đạn từng thành viên của Black Panther khi có những defender quá chất lượng. Hải Nam không cản được cú ném ba của Lâm Vân rồi. Thái An cầm bóng. Hải Nam chuyền lại cho Thái An. Thái An đã chần chừ và không thể ném ba được. Đã mất bóng rồi. Lâm Vân cầm bóng. Đã phải nằm. Rồi. Có vẻ như Lâm Vân đã phải nhờ sự hỗ trợ của cả hai team. Vâng, bộ đôi hủy diệt Thái Quang và Trần Huy đã vào sân cùng nhau rồi. Với khả năng cầm bóng của Thái Quang rất lưu luyện và khả năng ném ba của Trần Huy, tôi khá chắc chúng ta sẽ chuẩn bị chứng kiến thêm những pha ném ba rất chất lượng. Hơi nhiều dây đấy.
Trận đấu đã được bắt đầu lại rồi. Quyền kiểm soát bóng dành cho Black Panther. Tổng huấn luyện viên chính là Long Phần. Tài Đức đi xin cho Nguyễn Quang Việt Anh. Quá trống rồi. Vâng, Việt Anh đã trừng phạt cho Loki với quả trống đấy. Và đó là một 3 điểm tính dành cho Black Panther. Tỷ số hiện tại là 19-13. Đã rút ngắn được tỷ số và hiện tại tỷ số là 19-13. Nhưng về vị trí của Loki, Black Panther bây giờ chỉ cần ghi được thêm 6 điểm nữa là đã hòa được rồi. Tiêu, Bùi Đức Mạnh thủ rất chắc chắn. Đấy là lỗi rồi. Long Phần, hình như chân Long Phần nó có vấn đề rồi. Vì vẻ mặt của Long Phần đã nói lên sự đau đớn. Xin nhắc nhở các cổ động viên khu vực dưới rổ đầu hút vui lòng di chuyển ra khu vực cho Long Phần nó có những bước đi rất nặng nề ở trên sân. Nhắc nhở nhân sự duy về, nhắc nhở các bạn. Mình đã chuyển cho Trần Huy. Trần Huy cầm bóng lại chuyển cho mình. Vâng, Quang Nguyễn Thiên Đài. Là một pha tự ném và tự bào nhưng không thành công. Nguyễn Quang Việt Anh. Việt Anh chuyển cho Long Phẩn. Long Phẩn ném bài bồn. Thái Quang chuyển cho Thiên Đài. Lỗi số 7 tìm lưỡi kéo tay. Xanh được quyền phòng viên. Quang kiểm soát bóng. Trần Huy giật step ném ba. Chút nữa là vào rồi. Thái Quang đã đi vào được bóng và đây là một lỗi. Thái Quang được hưởng pha đánh phạt. Lỗi số 14 tím, nó để người trọng tài. Bên tím xin hội ý. Trọng tài và hai chỉ đạo viên lưu ý. Bên tím đã phạm đủ 4 lỗi đồng đội. Vâng, huấn luyện viên Khánh của Black Panther với một mái tóc chúng ta có thể thấy hình ảnh trong bộ áo của collection của ASA. Vâng, đây tôi được biết đây là một collection rất mới, giá rất hạt rẻ. Và với một khuôn mặt điển trai và bộ tóc bật kim mọi người đã làm nổi bật cho bộ áo này. Xin mời hai đội vào sân thi đấu. Hết thời gian gợi ý và bây xin giờ lại. Cả hai đội. Xin mời hai đội vào sân thi đấu. Quang sẽ được hưởng hai quả ném phạt. Quả đầu tiên không thành công rồi. Quả thứ hai. Vâng, xuất sắc lấy được một điểm và tỷ số bây giờ là 20-13. Đức Anh, Tài Đức đang cầm bóng, chuyền cho Việt Anh, giật tép, vâng, rất luống cuống, Đức Anh lại cầm được bóng rồi. Một pha cắt không thành công của Black Panther. Đức Anh lại cầm bóng,
và lại một pha chuyền khó hiểu cho Bùi Đức Mạnh. Bùi Đức Mạnh chỉ cho Thái Quang và đó là một block của Nguyễn Quang Việt Anh. Thái Công Thiên Tài chuyền cho Thái Quang. Trần Huy cầm bóng. Trần Huy húp, Trần Huy khỏe quá. Nhưng mà Trần Huy đã chuyền cho Bùi Đức Mạnh và đó là hai điểm tính. Thái Công đó là mình. Nguyễn Quang Việt Anh thủ rất chắc chắn của Trần Huy, lộng đạo defender. Trần Huy không những là một tay đánh ba điểm sắc bén mà còn làm rồi còn làm một lúc đang defender đích thực. Nguyễn Quang Việt Anh chuyền cắt sân và đã bị cắt pass của Nguyễn Đức Mạnh. Tài Đức cầm bóng. Một pha này khó hiểu nhưng mà vẫn là hai điểm tính của Black Panther. Thái Quang cầm bóng, đã chuyền vào Thiên Đài. Thiên Đài chuyển từ đáy cho Trần Huy. Trần Huy chuyển cho Minh, khó quá, đã chuyển ra ngoài rồi. Trần Huy ném ba không vào, chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi. Tình huống trên bóng, theo là luân phiên bóng thuộc kiểm soát của bên xanh. Và tình huống bóng luân phiên này đã cho Loki quyền kiểm soát bóng. Lãnh Hồng Thiên Hải sẽ là người truyền cho Loki từ vạch biên. Trần Huy vẫn rất điêu luyện, đã làm cho một cầu thủ ở bên Black Panther bay và đó là điểm tính cho Trần Huy. Một pha lỗi rất to. Việt Anh đã phải stay down từ vị trí Trần Huy. Tại vì đó là một pha lỗi mà có thể làm cho Việt Anh có một chấn thương nhớ đời. Xin nhắc nhở các vận động viên của đội Thọ vui lòng lùi lại phía sau. Pha đánh vào đầu tiên không thành công rồi. Ra quá sớm và đã cho Nguyễn Quang Việt Anh thêm một quả đánh phạt. Không vào rồi. Thái Quang cầm bóng. Trần Huy Nhật Minh xin cho. Crossover là tốt đến từ vị trí Trần Huy. Vâng, lại là một lỗi từ vị trí của Black Panther. Lỗi số 11, trọng tài hai bên xin thay người. Sau một trận đấu Loki có một field goal khá là đáng tiếc thì dường như Loki hôm nay là một phiên bản mới, đánh rất chắc chắn và không có một sơ hở nào cả. Trần Huy đánh vào đánh phạt, đánh phạt đầu tiên không thành công. Thứ hai. Còn hai bọn. Điểm tính cho Trần Huy. Trần Huy xanh xin hội ý. Loki đã gọi hội ý rồi. Như các bạn có thể thấy trên màn hình, đó là huấn luyện viên Bình Phan dẫn dắt đội tuyển U16 ASA chuẩn bị đánh cả toàn quốc. Huấn luyện viên Bình Phan là một huấn luyện viên rất dày dặn kinh nghiệm và có thể nói là một huấn luyện viên có những chiến thuật đáng ngưỡng nhất của giải Super League, làm cho đội hình của Loki là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của Super League. Hai đội đều đã hết quyền hội ý ở hiệp thứ nhất và hiệp thứ hai. Thank you.
vào sân của Loki hiệp 2, giữa hiệp 2. Bao gồm Cú Đức Mạnh, Thiên Đài, Tâm Đức và Nguyễn Nhân Minh. Rồi. Tài Đức đã bị lúc nào mà đã phải chuyển cho Đức Anh. Đức Anh cầm bóng, lại là một pha chuyền có hiểu. Dường như hôm nay Đức Anh là có thể chúng ta nói hôm nay Đức Anh có quá nhiều turnover, bao gồm những pha chuyển thẳng tay cho vị trí chân huy của Đức Mạnh. Thiên Đài chuyển cho Tâm Đức. Thái Quang Trống không ném một pha fake. Vâng, đây là 3 giây từ vị trí Loki và kinh nghiệm sắp bóng dành cho Black Panther. Tài Đức cầm bóng. Đáp screen từ Đức Anh. Vâng, đó là một pha screen lỗi từ vị trí của Đức Anh khi mà anh đã dơ ông lên và cho Thiên Đài ngã hạ. Thái Quang cầm bóng, chuyền cho Thiên Đài. Bùi Đức Mạnh nhận bóng, hơi thấp, quá khó, đã phải chuyền ra rồi. Thiên Đài chuyền cho Tâm Đức. Nguyễn Nhật Minh điểm bên, midrange rất tốt. Tỷ số hiện tại là 27-15. Đức Anh cầm bóng, crossover, các thứ. Long Vân, dường như đôi chân của anh đã mệt rồi. Vâng, thủ rất tốt của Nhật Minh. Điểm tên. Đức Anh, crossover, fake. Nguyễn Nhân Minh cầm bóng, fast break, không được rồi. Bùi Đức Mạnh spin, chuyển cho Thái Quang, drive and kick. Bùi Đức Mạnh rất đáng tiếc. Tài Đức cầm bóng, Long Vân, rất tiếc cho Long Vân, đấy không phải là pha and one. Và thật sự đôi chân của anh ấy đã không thể chịu được sức nặng nữa rồi, đã phải ngã nhào ra và có thể Long Phần sẽ phải bị sắp ra để tay cho một cầu thủ khác của phía Black Panther. Phần đầu tiên không thành công rồi. Phần thứ hai của Long Vân vẫn là không đủ may mắn cho Long Vân. Và tuyển quyền phát bóng đã dành cho phía Black Panther. Chuyển cho Tài Đức. Crossover. Đức Anh cầm bóng, Tạ Khánh An. Just step. Tạ Khánh An đã bị steal rồi. Nguyễn Nhật Minh cầm bóng lên. Thái Quang. Thái Quang độ rổ nhưng không đủ chắc chắn. Lâm Vân. Hot break. 3 point. Tí nữa là vào rồi. Và đây là cuộc phát bích của Loki. Thái Quang lên rổ chưa rơi. Một pha lên rổ rất chống của Thái Quang. Nhưng đã có đồng đội sửa sai, đó chính là Tâm Đức. Đức Anh cầm bóng. Tạ Khánh An. Phách. Xuyên đưa là vào. Không phải N1. Black Panther đang có những cơ hội N1 rất đáng tiếc. Lên tay,
cầu thủ số 14 của Black Panther thành công ném quả đầu tiên. Vâng, tiếp nữa là Levi rồi. Bùi Đức Mạnh. Bùi Đức Mạnh đúng như cái tên của anh ấy vậy, rất là mạnh. Chúng ta có Lê Thái Dương. Bùi Đức Mạnh chuyền cho Lâm Tường, đã chạy cắt qua Lâm Tường, spin thức ra cho đồng đội Tân Đức. Một pha ba điểm đập bảng nhưng không thành công. Và đây là Tài Đức. Tài Đức bị Thái Dương steal rồi. Và thế là kết thúc tiếng bảo, tiếng còi đã kết thúc hiệp đầu thứ hai của Loki và Black Panther. Vâng, và bắt đầu trẻ đã kết thúc hiệp đầu thứ hai và tiếng còi thổi cho bắt đầu hiệp đầu thứ ba.
Đầu thứ ba bắt đầu với tỷ số là 31-16 nghiêng về vị trí của Loki. Loki dường như blow out được tất cả mọi đội ở trong Super League khi đã có một trận đấu rất thành công khi đấu với Thor. Bóng tím chính là bóng của Black Panther. Thái Đức cầm bóng, Thái Quang look down, theo rất sát nhưng đã có khoảng trống, và đó là sự trừng phạt cho Thái Quang. Thái Đức xuất sắc ghi 2 điểm. Thái Quang kiểm soát bóng, truyền cho Nguyễn Nhật Minh, drive and kick, Trần Huy không thành công rồi. Thái Đức ném ba, rất tiếc đấy là một vài ebon. Nguyễn Nhật Minh lại cầm được bóng, khóa chơi với Lâm Tường, kích ra cho Nhật Minh, truyền cho Trần Huy. Có phải 3 điểm không? Không phải 3 điểm rồi. Bùi Đức Mạnh 2 điểm tình. Số 10 cầm bóng, ném 3, không thành công. Bùi Đức Mạnh, quả rất nhanh, fast break, và đó là lỗi của vị trí của Black Panther. Bùi Đức Mạnh được hưởng 2 quả ném phạt. Huấn luyện viên Bình Phan đã gọi riêng Nguyễn Nhật Minh và Thái Quang ra để nói chuyện. Và ném đầu tiên không may mắn cho Bùi Đức Mạnh. Bùi Đức Mạnh pha ném thứ hai không thành công. Thái Quang đã chủ động dừng nhịp đấu xuống, chuyền cho Nguyễn Nhật Minh. Trần Huy chuyền đáy cho Thái Quang. Vâng, Tài Đức cầm bóng, có qua được Thái Quang không? Thái Quang đổi hướng quá nhanh làm cho Tài Đức làm bóng chơi vơi. Lâm Vân pull up, 2 điểm tính. Tỷ số là 33-20, cách biệt 13 điểm. Thái Quang ném 3, bucket. Thái Quang ném 3 quá chắc chắn, có thể nói là chắc hơn cả Trần Huy rồi. Thủ Thái Quang thủ quá tốt. Thái Đức đã phải chuyền bóng cho Long Vân. Đá Long Vân trả về. Thái Đức bucket, back to back 3. Thái Quang chuyền cho Trần Huy. Vâng, lại chuyền bóng về cho Thái Quang và đã đổi lại cho Nguyễn Nhật Minh. Nhật Minh đã làm mất bóng rồi. Black Panther được quyền kiểm soát bóng. Thái Quang đã có pressure từ bắt đầu từ giữa sân cho Tài Đức, làm cho Tài Đức có khó khăn về việc gọi bài. Một block cho Lâm Tường. Thái Quang chuyền full court, Lâm Tường không thành công rồi. Lâm Tường đã ngã ra. Vâng, Lâm Vân cầm bóng. Tài Đức đã qua Thái Quang, floater nhưng không thành công. Tạ Khánh An. Vâng, vậy đó là lỗi của Loki.
Black Panther ném ba Nguyễn Quang Việt Anh. Thái Quang được gọi pass and cut. Một chiến thuật của Loki. Nguyễn Nhân Minh chuyển cho Trần Huy. Trần Huy xông vào bốn người. Quá khó rồi. Bùi Đức Mạnh là người ném biên. Đã truyền cho Lâm Tường, Lâm Tường ném 3. 3 điểm tuyệt cho Lâm Tường. Lâm Tường đánh ở vị trí số 4 và đã có xuất sắc ném được 3 điểm qua đấy. Tỷ số đã là 39-23, một cách biệt quá lớn. Lâm Vân bù áp 3 điểm không thành công. Đánh rất vội từ vị trí của Black Panther. Dường như nhịp đấu của trận đấu này quá nhanh rồi. Lâm Vân lại lỗi. Thái Quang đã chuyển cho Trần Huy. Và đó là travel từ Trần Huy. Rồi con Việt Anh chuyển cho tay cho số 10 của Black Panther. Long Phấn chuyển quá cao rồi. Bùi Đức Mạnh Nguyễn Nhân Minh cầm được bóng chuyển cho Thái Quang. Fake pass lên rổ, 2 điểm tính cho Thái Quang. Long Phấn cầm bóng đột middle, 2 điểm cho Long Phấn. Và tỷ số cách biệt bây giờ là 41-23, nghiêng về vị trí của Loki. Hải Nam có bóng, chuyển cho Thái Quang. Một pha no look pass. Long Vân cầm bóng, đã qua nửa sân rồi. Chuyển cho số 10. Và Thái Quang thủ rất sát, số 10 không thể làm gì. Nguyễn Quang Việt Anh, Trần Huy đã thấy Nguyễn Quang Việt Anh bắt bóng trượt và đã bắt đầu áp sát. 24 giây, quyền kiểm soát bóng bây giờ sẽ thuộc về vị trí của Loki. Thái Quang cầm bóng. Trần Huy hôm nay ném hiệu suất rất thấp. Đó là một block thẳng mặt từ vị trí của Trần Huy. Vâng, Trần Huy đã pha assist xuất sắc cho Hải Nam. Trần Huy đang rất cháy từ vị trí phòng thủ. Nguyễn Nhật Minh làm vẩn, đánh trước mặt 3 người và đó là không may mắn. Nguyễn Nhật Minh đây rồi. Loki có những va chuyền quá xuất sắc làm cho Black Panther không thể thủ được. Nguyễn Quang Việt Anh, Việt Anh đã có một pha đột rổ tốt nhưng không đủ may mắn. Nguyễn Quang Việt Anh chuyển ra tại cánh ăn e bốn rồi. Nguyễn Nhật Minh có bóng. Hải Nam ném ba không thành công. Thái An rất nhiệt khi đã cố gắng tranh bóng với Black Panther.
Quang Việt Anh truyền cho Tài Đức. Thời gian thi đấu thì còn 1 phút. Tài Đức đang bị Thái An lốc đào. Quá người là tốt. Chuẩn bị tí nữa đã siêu được bóng trên không rồi. Việt Anh không. Vâng, vậy là Tâm Đức đã bắt đầu vào sân. Nguyễn Nhật Minh chuyền cho Tâm Đức. Thái An cầm bóng, chuyền cho Hải Nam và lại trả lại cho Nhật Minh. Ném 3 không thành công. Lâm Vân chạy rất nhanh, chuyền cho Tài Đức. Tài Đức ném 3 nhưng không thành công. Một pha tip off của Lâm Vân, quả rất tuyệt vời. Tỷ số hiện tại là 47-27, cách biệt 20 điểm. Vâng, Thái An đã nâng số điểm đấy lên thêm 2 điểm. Vậy là đã blow 22 điểm từ vị trí của Loki. Tâm Đức. Vâng, đã vào góc chết rồi. Việt Anh đã phải turnover. Và Quang Việt Anh ở biên đã truyền cho Long Vân. Long Vân pull up không thành công. Số 16 quá quá lại truyền cho Việt Anh. Việt Anh luống cuống, Việt Anh ném không thể tin, đấy là một pha ném vào. Đấy, không thể nói là may mắn được, tại vì đấy là một pha ném quá tuyệt vời từ vị trí cấm điểm. Việt Anh cầm bóng tiếp rồi. Hết giờ, tiếng còi đã kết thúc hiệp đầu thứ 3 và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hiệp đầu thứ 4. Kết thúc hiệp thi đấu thứ 3, tỷ số hiện tại là 29-49, tạm thời nghiêng về bên xanh. Tiếng còi bắt đầu, hiệp đầu thứ tư đã bắt đầu rồi. Đội hình của Loki hiện tại có Hải Nam, Thái An, Tâm Đức, Nguyễn Nhật Minh và Hùng. Chúng tôi hay gọi Hùng là Hùng không phổi. Thái An cầm bóng, chuyền cho Tâm Đức. Tâm Đức đã chuyền lại cho Thái An. Nguyễn Nhật Minh, Huy Hùng, Hải Nam pull up không thành công rồi.
đã trả lại bóng cho Long Vân của Black Panther. Long Vân bị Hà Nam ép quá sát, rất khó. Và đó là tiếng còi báo lỗi. Việt Anh Hải Nam lên rổ và đã bị sơ sát, không thành công rồi. Vâng, Long Vân đã dẫm vạch rồi. Và quyền kiểm soát bóng đã dành cho Loki. Đánh công thiên đài truyền cho Thái An. Đúng anh, truyền cho thiên đài. Thiên đài đã trả lại bóng cho Phi Hùng. Phi Hùng đã câu được một lỗi. Vâng, Phi Hùng nó chạy bước. Long Vân, thiên đài đang rút ra Long Vân. Long Vân đã chuyền cho Việt Anh. Việt Anh đột đáy. Trọng tài, cho anh Xanh xin hội ý. Vâng, huấn luyện viên Bình Phan đã gọi hội ý rồi. Tỷ số hiện tại là 49-29 nghiêng về vị trí của Loki. Và Loki đã blow out đối thủ 20 điểm. Dường như Long Vân của Black Panther đã quá mệt rồi. Chân anh đã không còn được, đã không có thể chạy được nữa. Thế nên anh đã phải truyền cho những người đồng đội và đã tạo ra cơ hội cho Việt Anh đánh được nhiều hơn. Và ở phía bên huấn luyện viên Bình Phan vẫn chưa tung con bài to nhất của anh ra, đó chính là cầu thủ số 21. Rất to con, rất nặng ký nhưng chưa thấy huấn luyện viên Bình Phan cho vào. Xin mời hai đội vào sân thi đấu. Mặc dù đã blow out 20 điểm nhưng mà huấn luyện viên Bình Phan vẫn chơi chiến thuật thủ đến chết, chỉ hô defense mà thôi. Đức Anh chuyền cho Việt Anh. Việt Anh buốt, không thành công. Thái An cầm bóng, hô hào rất to đến từ vị trí của Loki. Thiên đài kích ra cho Tâm Đức. Thái An đột vào ba người, chuyền cho Bùi Đức Mạnh nhưng không thành công. Ồ, Bùi Đức Mạnh đã lấy lại được bóng rồi. Không lỗi, Phi Hùng đã không có lỗi sau pha bóng quá nguy hiểm như thế. Việt Anh cầm bóng, có swing từ Đức Anh, quá khó. Huấn luyện viên Bình Phan thủ rất khó chịu. Điều rất tốt từ Thái An, tốc độ của Thái An rất đáng kinh ngạc. Vâng, Đức Anh cầm bóng. Hết giờ rồi, 24 giây của Black Panther. Thái An cầm bóng, chuyền cho Bùi Đức Mạnh. Phi Hùng, thiên đài luôn chuyển bóng rất nhanh từ vị trí của Loki. Bùi Đức Mạnh đã xuyên qua được hàng phòng thủ nhưng đã không bắt được bóng.
Cú đứng mà anh Thái An đã là lỗi rồi, số 14 đã nhảy thẳng vào đầu của Thái An. Vâng. Thái An cầm bóng truyền cho Vi Hùng. Vi Hùng kích à, không thành công rồi Vi Hùng. Vi Hùng truyền cho Thái An. Thái An truyền cho Bùi Đức Mạnh. Bùi Đức Mạnh thua, không thành công. Thái An chuyển rất tay, rất tay. Lại là bóng rổ. Thái An quá xuất sắc đi. Một cầu thủ nhỏ con như vậy nhưng mà có thể làm được rất nhiều điều lớn. Việt Anh Lâm Phẩm cầm bóng. Lâm Phẩm thì như không thể đột được như lúc đầu đấy rồi. Lâm Phẩm quá mệt thôi. Đức Anh ném 3, không thành công rồi. Bất kể số 14 của Black Panther truyền cho Lâm Vân. Lâm Vân, Lâm Vân quá mệt rồi, Lâm Vân lại ngã rồi. Đây là cú ngã thứ tư của Lâm Vân trong hiệp đấu. Lâm Vân đã chuyền rút rồi. Đây là cú ngã thứ tư của anh ấy trong cả trận đấu này. Như tôi đã nói lúc trước, đôi chân của Lâm Vân đã quá mệt rồi. Nhưng vì không có ai có thể gánh được team ngoài Long Vân, thế nên là chúng ta chưa thấy được huấn luyện viên của Black Panther thay Long Vân ra. Nhưng với ba ngã này thì tôi nghĩ là bắt buộc Black Panther phải thay người mà thôi. Rất chắc từ Vi Hùng, Vi Hùng đã dùng lực để cản. Rất tốt từ vị trí của Hùng đã làm cho Black Panther đẩy bóng ra. Và ở phía trước màn hình chúng ta vẫn thấy Lâm Phẩm đang đau đớn quằn quại. Vi Hùng đột vào ba người, không thành công rồi. Bùi Đức Mạnh bật rất cao nhưng không thể rebound được vào đấy. Và đó là một pha phạm lỗi. Thái Đức. Vâng, đã bị tiêu là Việt Anh. À không phải Việt Anh. Rất luống cuống và đã mất bóng rồi. Thái Dương. Vâng, một pha lay up rất khó hiểu. Có thể Thái Dương đã xem highlight của mấy anh TikToker quá nhiều rồi. Mày đang nói mày hả bố?
Thái Quang giật lọt lửa. Vâng, tỷ số hiện tại là 51-29 và chỉ còn 4 phút thi đấu mà thôi. Thái Dương, điểm tính cho Thái Dương. Vâng, Thái Dương và Thái An là hai anh em cùng một nhà. Với tốc độ kinh khủng của Thái An và những cú ném chắc chắn của Thái Dương thì trận đấu này có vẻ như kết thúc rồi. Lee, vâng, Thái Quang steal được bóng rồi. Thì Hùng cầm bóng không thành công, rất khó. Bùi Đức Mạnh cầm bóng ra. Vâng, đây là Lee. Bùi Đức Mạnh floater quá mạnh tay rồi. Duy Anh over the back, các thứ. Tạ Khánh An lại chuyền cho Duy Anh. Có phải điểm cho Duy Anh không? Ôi rồi ôi, không là điểm cho Duy Anh rồi. Thái Quang lại cầm bóng. Vâng, scissor cut. Vâng, nhưng mà đấy là một pha chuyền và Bùi Đức Mạnh không thể tính được đến và đã làm cho Bùi Đức Mạnh làm rơi quả bóng ra. Và tiếp theo, cầu thủ to con nhất Loki số 21 cũng chưa được vào. Tỷ số hiện tại là 53-29. Black Panther vẫn ở con số 29 đấy. Và chúng ta có thể thấy Black Panther hôm nay có một trận đấu có thể nói là rất đáng quên vì có quá nhiều turnover. Ngôi sao Long Phẩn thì chấn thương. Tài Đức, Tài Đức crossover over the back. Tài Đức đang khuấy động sân khấu lên. Nhưng mà có điểm không? Không có điểm cho Tài Đức. Rất đáng tiếc. Hải Đức không thành công. Tạ Thành An đột rổ pull-up không thành công rồi. Thái Dương chuyền cho Thái Quang. Vâng, con át chủ bài số 21 của Bình Phan đã vào rồi. Quá to, quá to. Cả hai người đã phải ngã rồi. Thái Quang lại cầm bóng. Con át chủ bài 21 có tên là Tyson Nguyễn. Rất to, rất lì. Là một bức tường đá đích thực. Chuyển cho Lâm Tường, Lâm Tường đến 3. Không có điểm cho Lâm Tường. Duy Anh 15. Pull up không thành công rồi. Thái Quang vẫn là điểm tính. Khi chúng ta có bộ ba Thái An, Thái Dương và Thái Quang. 25 giây. Đúng là tên Thái có khác, toàn chặt chém đội bên kia thôi. Thái Quang vô đi. Lập Tường quá hồng ở vị trí đáy nhưng mà vẫn là lấy rổ không thành công. Tạ Khánh An ném không đủ chắc chắn rồi.
Thái Dương cầm bóng, Thái Quang bức tường đá, Tyson Nguyễn đã có lỗi cho mình rồi. Có thể đó là vì tay của anh quá to con và đã làm cho đối thủ sốc tâm lý. Bóng vào sân, thời gian thi đấu còn 57 giây. Tài Sơn Nguyễn rất lăn giả, nằm ra cái đất để đi bao. Ủa, người không vội. Vâng. Anh Hùng Thỏ đã thổi lỗi và đang giải thích cho hai bên rằng đó là lỗi gì. Đồng hồ bây giờ chỉ còn 50 giây, tỷ số là 55-29. Dường như bây giờ Black Panther không thể lật kèo được nữa. Mời hai đội tiếp tục vào sân thi đấu. Và hai đội đã bắt đầu vào sân thi đấu 5 giây cuối cùng. Vâng, đó là phút bây giờ trọng tài. Vâng, 5 giây cuối cùng đã bắt đầu rồi. Thái Quang cầm bóng. Vâng. Vâng, lại là một lỗi rất khó hiểu từ Tyson Nguyễn. Illegal screen. Thái Quang tiếp bật pass. Chuyền cho Lee. Thiên Đài. Thiên Đài quá bất cẩn với pha chuyền đấy và đã bị tiếp bật pass. Số 15 Black Panther. Thái Quang bật quá cao đi. Tuyệt vời, Thiên Đài. Điểm tinh. Hầu như tất cả các cầu thủ của Loki hôm nay đã ghi được điểm rồi. Chỉ còn Lee và Tyson Nguyễn thôi. Phi Hùng thủ rất sát. Tạ Khánh An. Hai điểm tinh. 57-31 nghiêng về Loki. 20 giây cuối cùng. Vâng, Thái Quang nhảy chuyền trên đầu ba người, đó là Fium. Quá tuyệt vời. Vâng, vậy là Black Panther đã bỏ cuộc. Và tỷ số hiện tại là 59-31 nghiêng về vị trí của Loki. Đội thao ngồi bên tay trái của thủ lĩnh.